Ngày 19 tháng 9 năm 2018 vừa qua, VinFast đã mời giới truyền thông trong nước xuống tham quan khu tổ hợp nhà máy VinFast tại Hải Phòng. Và quả thực, tất cả đã bất ngờ và choáng ngợp trước tốc độ thần tốc của VinFast. Mới chỉ cách đây một năm, nơi đây còn là một khu đất trống, mà giờ đã dần hiện ra một nhà máy quy mô và hiện đại bậc nhất. Còn bây giờ là những con số có thể khiến bạn phải choáng váng. Nhà máy ô tô có tổng cộng 5.000 nhân công với 3 ca sản xuất, công suất 38 xe mỗi giờ và tối đa 250.000 xe mỗi năm. Trong khi đó, nhà máy xe máy điện có tổng cộng 750 nhân công với 3 ca sản xuất, công suất 38 xe mỗi giờ và tối đa 250.000 xe mỗi năm. Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô xe máy điện VinFast được triển khai dưới khu đất rộng 335 hectare tại khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng. Đây được xem là dự án tham vọng không chỉ của Vingroup mà còn của cả ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Theo kế hoạch, VinFast sẽ trưng bày 2 mẫu xe sedan và SUV tại triển lãm ô tô Paris 2018 sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 10 tới. Anh em hãy like và subscribe kênh để cùng theo dõi sự kiện đặc biệt này.